Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Merida Kit, một mẫu xe đua mang full cấu hình, sử dụng full bộ cấu hình Shimano Tiagra, bằng gom cao bảng. Và em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe này là từ nhôm, lớp sơn là nguyên bản. Do là xe bãi và đã qua sử dụng nên là trên khung, trên lớp sơn có một vài vết xước nhỏ là không thể tránh khỏi. Phanh ba mảnh Tiagra, full bộ group và Tiagra. Như là bi vòng, phía trên tay lắc này cũng được trang bị một đôi tay lắc của Shimano Tiagra. Bánh 700c, bánh nhôm cao bạc. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 51 cm. Nên chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Chiếc xe đã bán bên em với mức giá là 10 triệu 800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.